Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với góc chia sẻ của kênh Sophia Family Cuộc sống ở Mỹ. Và đây là hành lá mình đã trồng được sau một tuần bằng phương pháp thủy canh tự chế từ cái chai nhựa nước uống của mình á. Và cái cách trồng này thì rất là đơn giản và như thế này thì mình có thể thu hoạch được nhiều lần. Và hành xong cái thu hoạch thì mình lại tiếp tục cắt bớt cái rễ đi. Sau đó thì mình lại thu hoạch được những lần tiếp theo. Mình trồng như thế này thì rất là đơn giản, vừa vui lại vừa có hành ăn dài dài mọi người. Nhất là trong cái thời điểm hiện nay dịch bệnh mình không có đi ra ngoài, đi chợ mua hành được. Và bây giờ mình mời mọi người cùng xem video chia sẻ cách trồng hành cũng như cách trữ hành làm sao để cho nó được lâu nha mọi người. Và đây là cái hành mà mình mới đi chợ mua về. Và mình sẽ sử dụng cái hành này để trồng. Rồi tiếp theo đó thì mình chỉ việc thu hoạch và ăn những lần tiếp theo và không có phải đi chợ mua nữa. Và bây giờ mình sẽ cắt cái hành này. Mình chỉ cần cái gốc của cái hành thôi. Và mình cắt đừng có dài quá. Và mình cắt cái độ dài khoảng chừng 7 cm thôi mọi người. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắt hết những cái gốc hành này ra. Và tiến hành làm cái phương pháp trồng hành thủy canh nha mọi người. Và cái phần hành phía trên này thì mình sẽ dự trữ trong tủ lạnh và mình để mình giấu ăn dần. Và đây là cái hành củ hành đó mình sau khi mình cắt như thế này đi mọi người. Và mình sẽ tiếp tục cắt. Và sau khi cắt xong thì mình sẽ chuẩn bị mình cắt cái rễ cũ này đi. Mình sẽ cắt bỏ hết cái rễ cũ này đi để cho khi trồng nó lên cái rễ mới đó. Mình cắt hết cái rễ như thế này thì khi mình trồng á, cái rễ mới nó lên á, thì làm cho cái hành nó khỏe và trồng được lâu. Bây giờ mình sẽ cắt tiếp tục những cái rễ này đi. Trong khi mình cắt thì có cái bẹ nào nó bị hư á, thì mình cắt mà mình chặt bỏ đi. Để cho cái hành nó sạch đó thì khi mình bỏ vào cái ly để mình trồng á, thì mình nó không có phải thay cái nước á, vì cái hành của mình nó rất là sạch. Và khi hết nước thì mình chỉ việc tiếp tục châm nước vô thôi mọi người. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái công cụ để mình trồng cái hành này. Và nhà mình có cái chai nước, chai nhựa này á, khi uống đi thì thay vì bỏ đi đó, thì mình sẽ sử dụng nó để dùng làm trồng hành. Mình sẽ cắt cái phía trên cái chai này đi. Và mình sẽ cắt cái chiều cao khoảng chừng bằng cái hành của mình đó, hoặc là thấp hơn một chút cũng được. Và bây giờ mình đã có cái ly để trồng hành này mọi người. Mình sẽ sử dụng khoảng hai cái tờ giấy này, cái giấy khăn giấy của mình đó, thì mình sẽ nhúng nước. Mình nhúng nước chừng khoảng chừng hai miếng giấy này và mình bỏ vào trong cái ly. Mình sẽ bỏ như thế này. Mình sẽ bỏ phía dưới này cho cái nó có cái độ nước nó thấm ở trên cái gốc hành đó. Và tiếp cái tiếp theo như vậy thì mình sẽ làm những cái ly tiếp theo. Mình sẽ làm hai miếng giấy này và một cái ly. Trồng như thế này thì rất là hành rất là nhanh mọc và nhanh thu hoạch nha mọi người. Chỉ cần cái bước đơn giản như này thôi là mình trồng rồi mình thu hoạch rồi sau đó thì mình cứ thu hoạch dài dài. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vào miếng thứ hai như thế này là được rồi. Và sau khi mình bỏ cái giấy ướt vô rồi thì mình sẽ bỏ hành vô thôi. Và mình sẽ bỏ cái hành này vô trong cái ly này. Mình cắt cái ly đó chừng thấp hơn cái hành này một chút hoặc là bằng là được rồi. Nó mình sẽ bỏ cái hành này vô đây. Mình trồng theo cách này cũng giống như là mình trồng giống như mấy cái cây hoa cây kiểng vậy đó.
À, mỗi ngày mình ngắm nhìn cái hành nó lên ấy, làm cho mình được thư giãn, và mình bỏ trong cái phòng á, cho gần cái cửa sổ đó, hoặc là dưới bếp nhà mình á, thì mình đi lại mình thấy cái mùi hành ấy, mình cũng thấy nó dễ chịu nữa, và giống như là nó giải cảm á mọi người. Đó, cứ như vậy thì mình bỏ đầy cho ba cái ly này. Cái hành nó rất là sạch sau khi mình đã nhặt sạch hết rồi. Và bây giờ mình sẽ chỉ việc châm nước vô là xong rồi. Mình sẽ châm nước, và sau đó thì khi đợi cái hành nó hút hết nước á, chừng khoảng 2 ngày sau thì mình lại tiếp tục châm. Mình chỉ việc đổ nước và châm vào như thế này thôi. Không cần phải sử dụng phân hay là một cái gì khác hết. Chỉ việc châm nước thôi mọi người. À, sau khi châm xong thì mình để nó ở cái khoảng trước góc bếp của mình cũng được, hoặc là mình để ở cái cửa sổ thoáng mát của mình á. Và mình sẽ để, nhà mình có cái cửa sổ đó, thì mình để ở trên cái cửa sổ này, và mỗi khi mà ngồi mình ngắm nhìn cái hành này lên á, mình cũng thấy thoải mái và thư giãn nữa. Mình sẽ để nó vào đây, rồi chừng 2 ngày nếu mà mình hết nước thì mình sẽ châm nước vô. Và 2 ngày sau thì cái hành của mình nó đã lên cao được một chút rồi này mọi người. Cái hành nó ra sống khỏe và cái màu xanh nó rất là đẹp. Nó lên cũng chừng 7 đến có cây 5, cây 7 đến 10 cm rồi. Ở cái cây này thì nó lên cao hơn. Trông dễ thật dễ thương mọi người. À, mình trồng theo cái cách này rất là đơn giản, sạch và nhanh được thu hoạch nữa. Cái lá nó cứng và nó khỏe quá chừng. Đó mà chỉ có cần cần trồng như thế này thôi là mình có hành để ăn rồi mọi người. Cái gốc nó rất là sạch và khỏe nè. Mình không có cần phải làm gì hết. Bây giờ chỉ có hết nước là mình châm nước vô thôi mọi người. Và cái hành của mình sau 5 ngày đây mọi người, lá nó lên xanh và rất là đẹp nè. Cái lá quá chừng lá luôn. Đẹp quá chừng đẹp luôn mọi người. Đó, lá nó lên rất là cao rồi. Bây giờ mình cũng có thể thu hoạch được đó, nhưng mà mình sẽ để thêm 2 ngày nữa, rồi cái lá nó lên cao nữa thì mình sẽ thu hoạch. Và đây là sau 1 tuần đây mọi người. Sau 1 tuần thì cái lá nó lên rất là đẹp và cao, rất là dễ thương mọi người. À, mọi người nên thử cái cách trồng hành này, rất là đẹp và dễ thương. Hành nó lên cao quá chừng nè. Như thế này là mình cũng thu hoạch được rồi. Mình sẽ thu hoạch rồi nó sẽ lại lên tiếp những cái đợt tiếp theo như thế này. Và bây giờ mình sẽ cắt cho mọi người xem. Mình sẽ cắt thu hoạch cái lá nào mà nó đã lên, và những cái lá nào mà nó còn hơi nền mầm á thì mình giữ lại. Mình để cho những cái đợt tiếp theo á, cho nó lên cho nó nhanh. Đó, mình sẽ cắt những cái lá này đi. Rồi sau đó thì những cái lá con này này nó đang lên thì mình giữ lại. Và mình sẽ cắt bớt cái rễ này đi. Và chỉ cần làm như thế này thôi, và sau đó thì mình lại trồng lại và nó lại tiếp tục lên như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ thu hoạch cái lá phần trên này. Đó, còn cái phần gốc này thì mình cắt bớt nó đi. Và cứ như vậy cho đến mình sẽ làm những cái đợt tiếp theo, mình cũng cắt bỏ cái rễ nó đi, rồi mình sẽ trồng lại. Cũng không cần phải thay cái giấy này đi đâu, mình chỉ cần bỏ lại cái gốc nó vô, rồi sau đó mình châm thêm nước và tự động nó cũng sẽ lên nè, vì cái hành của mình nó rất là xanh. Và đây là cái hành sau khi mình đã thu hoạch xong và mình bỏ lại cái ly cũ đó để mình trồng cho những cái đợt tiếp theo. Thì cái hành nhỏ, cái lá nhỏ này này mình để lại đó, thì chỉ cần 5 ngày sau, 4 5 ngày sau là mình được thu hoạch rồi.
cứ như vậy cho đến khi nó sẽ lên những cái đợt tiếp theo thì mình cứ thu hoạch dài dài thôi mọi người. Và cái hành của mình á, khi mà mình thu hoạch nhiều á, mình không có ăn hết á, thì mình sẽ gói nó vào trong cái khăn giấy của mình đó, gói lại và sau đó mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát, thì cái hành của mình dự trữ được rất là lâu. Thì mình chỉ việc trồng hành và mình bỏ vào trong cái tủ lạnh như thế này thì mình sẽ có hành ăn dài dài và không có phần phải đi chợ mua hành nữa mọi người. Đó, mình gói vào trong cái giấy như thế này rồi sau đó mình bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Và đây là cái bó hành mà mình trồng trong cái chậu á. Trong cái mình đã trồng vào trong cái chậu và mình đã dự trữ được được gần 2 tuần rồi mọi người. Mình ăn dần dần mà chưa có hết nữa và nó vẫn không có bị hư nè. Thì mình đã gói vào bằng cái tờ giấy đó. Rồi sau đó thì mình cũng bỏ vào trong ngăn mát á. Thì hành trữ được rất là lâu mọi người. Đó, cái hành của mình đây sau gần 2 tuần mà nó vẫn còn tươi như thế này, nó không có bị hư chút nào hết. Mình sẽ gói vào trong cái giấy, khăn giấy của mình đó. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào trong cái bao Ziploc á. Sau đó mình nén cho cái hơi nó ra hết đi. Rồi mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát và tủ lạnh là mình đã rất là được lâu mọi người. Đó, cái hành của mình sẽ thường trữ như thế này. Và đây là mình sẽ cái bao Ziploc, mình sẽ bỏ vào trong cái bao này. Cái bao này nó cũng giữ cho mình làm nó kín hơi á. Cho nên là khi bỏ vào trong cái bao này thì mình khóa cái zip ở phía trên á. Rồi nó cái hơi nó không vô thì để nó được lâu hơn nữa. Đó, mình sẽ bỏ vào đây. Rồi sau đó thì mình bóc cho cái hơi nó mà ra bớt đi. Rồi sau đó thì mình khóa cái miệng bao lại rồi. Như vậy là mình bỏ trong tủ lạnh là mình sẽ để được rất là lâu mọi người. Đó là cái cách trữ hành của mình sau khi mình thu hoạch xong được nhiều đó. Mình bỏ vào trong cái bao Ziploc này rồi mình không có cần phải đi chợ mua hành nữa. Và video chia sẻ về cách trồng hành cũng như dự trữ hành của mình đến đây là hết rồi. Và nếu mọi người thấy video chia sẻ hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ giúp mình với nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở video sau mình chia sẻ tiếp theo. Bye bye!